quay cho mình một cái mẫu thiết kế mới ở bên em mang tên K2 với thiết kế form dáng cũng như là màu sắc rất là phù hợp với các đội nhóm ở độ tuổi trung niên, với cái chiều dài của máy vừa phải tạo cho chị em cái sự tự tin duyên dáng lộng lẫy ở trên sân khấu. Ở trước đã được pha phối những điểm nhấn như là duyên dáng tua chéo rất là xinh, kết hợp với kim pha trước kim pha sau tạo nên những cái sự lấp lánh lóng lánh ở trên sân khấu, đằng trước cũng như đằng sau rất là đẹp. Đây là cái thiết kế của bên em. Ai yêu thích mục trang phục này hãy gọi điện cho bên em số điện thoại em đã ghi ở dưới màn hình để liên hệ cho đội hình những cái bộ trang phục mà ấn tượng nhất, đẹp nhất, tự tin nhất và tỏa sáng nhất nhé. Đây em hãy cận cảnh cho các chị xem nhé, rất là đẹp, rất là sóng sánh. Độ dài thì vừa phải. Nhiều khi các cô các chị cứ bảo em ơi có cái bộ nào không em có cái gì nhé, có nhé, các chị biết con dáng nào bên em cũng thiết kế cho mình con dáng đó để làm sao phù hợp với đội nhóm của mình nhất, tự tin và tỏa sáng lung linh trên sân khấu nhất. Đây là màu đỏ tươi các chị biết đấy, các chị nhớ cái màu đỏ tươi này hoặc là màu xanh, màu đen, màu tím, màu hồng thì bên em cũng có thể là đáp ứng cho mình được hết nhé các chị nhé. Rất là lòng lành, rất là chuẩn, rất là đẹp.